Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng Nông Bơ Cơ Nguyễn cho em quay review cho anh em mình xem một con xe cắt cỏ ngò lái ha. Đây, địa chỉ cửa hàng này là Nông Bơ Cơ Nguyễn Châu nha. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Hùng Vương, thị trấn Ngã Dao, Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Đây, cắt cỏ ngò lái Shibaura HST là T16 à. Con này nó chạy động cơ xăng ha. Con này là giờ là nguyên bản, nó là nguyên bản luôn nha nè. Em không có giảm phết chỗ nào hết á. 16 HP, hai máy, máy quăng rua 16 HP. Đó, cái bình nó nằm ở đây. Anh em mua là em gắn bình mới cho anh em thôi. Con này nó xài bánh vỏ trơn ha. Này thích hợp cho anh em nào mà cắt cỏ xăng vườn rồi đó. Dàn hai dao ngang lưỡi rãnh cắt là 1 mét nha. Con này nó chạy là số tự động. Số tự động mà anh em chỉ cần nổ máy lên rồi xong mình đạp cái chân tới nè, ở hai chân đó đó tới lui. Cần này là cần để vô cắt cỏ nè, gạt dao nè, thì cần ga. Còn mà đẩy lên hết như đây là nó lên ga nè đó. Còn mà đẩy kéo qua đây là đẩy lên hết tới đây là nó đóng e. Khi mà anh em mới để qua đêm hoặc là cái con xe này là anh em phải cứ mỗi lần nổ máy anh em cứ kéo e lên đó là nó nổ cho nó xăng lên nhanh ha. Ghế là nguyên riêng theo xe luôn. Đó, cái bình xăng nằm ở phía sau lưng. Bình xăng nằm ở đây. Bình xăng to chứ lắm. Rồi đêm sẽ nổ máy rồi thử chạy tới chạy lui cho anh em mình xem ha. Thôi em cho máy nổ rồi nha. Tại cái này nó không có bình gắn ở đây nên em câu rời qua cho nó nổ. Em mua là em gắn bình vô đây thôi. Đó nè anh em, mình cắt cỏ xăng vườn luôn, cao rẫy đều được, phát nhanh dữ lắm.
là để nó nâng hạ của cái dàn dao nè ha, nó cắt bỏ cao thấp, nó nâng hạ xuống nữa, có cắt sát đất thì hạ xuống hết luôn, nó nâng sát đất luôn. Máy là bật chìa khóa qua là nó tắt. Đây, thằng dao nó để OTB nè, đó, BTO nè ha, nó là để hoạt động con dao để phát cỏ đó. Rồi anh em nào mà chốt thì cứ việc liên hệ trực tiếp của em nha. Gọi số điện thoại là 0373 453 633 nha anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.